Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18 giờ 30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, tối qua ngày 21 tháng 4 tại sân khấu Quảng trường biển thành phố Sầm Sơn, ban tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập đô thị Sầm Sơn và khai mạc lễ hội du lịch biển năm 2023 đã tổ chức tổng duyệt chương trình nghệ thuật chuẩn bị cho lễ kỷ niệm. Dự và chỉ đạo tổng duyệt chương trình có các đồng chí Đỗ Trọng Hương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa, Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các thành viên ban tổ chức lễ kỷ niệm cùng đại diện các sở ngành đơn vị liên quan. Tiếp thu các ý kiến tại buổi sơ duyệt, ekip thực hiện chương trình nghệ thuật đã tập trung chỉnh sửa, hoàn thiện chương trình cả về trang trí khánh tiết, cấu kết, hình ảnh minh họa màn hình LED phục trang, đạo cụ, âm thanh, ánh sáng sẵn sàng cho buổi biểu diễn chính thức vào tối ngày hôm nay trong chương trình lễ kỷ niệm 60 năm thành lập đô thị Sầm Sơn và khai trương du lịch biển năm 2023. Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thành viên ban tổ chức, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hương ghi nhận đánh giá cao sự nỗ lực của ekip sáng tạo và các đơn vị liên quan đã tiếp thu tối đa ý kiến đóng góp tại buổi sơ duyệt để điều chỉnh tập luyện, chuẩn bị chương trình một cách tốt nhất. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy cũng lưu ý một số vấn đề cần tiếp tục điều chỉnh Hoàn thiện để chương trình lễ kỷ niệm 60 năm thành lập đô thị Sầm Sơn và khai trương du lịch biển năm 2023 diễn ra thành công, để lại ấn tượng tốt đẹp đối với các đại biểu, nhân dân và du khách. Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập đô thị Sầm Sơn và khai mạc lễ hội du lịch biển năm 2023 sẽ được tổ chức vào tối nay, 22 tháng 4 tại sân khấu quảng trường biển thành phố Sầm Sơn và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài truyền hình Việt Nam, tiếp sóng phát trên kênh TTV đã phát thanh về truyền hình Thanh Hóa và một số đài truyền hình các tỉnh thành phố trong nước lễ kỷ niệm 60 năm đô thị Sầm Sơn và khai mạc lễ hội du lịch biển năm 2023 với chủ đề Sầm Sơn thăng hoa và tỏa sáng sẽ diễn ra tại quảng trường biển vào lúc 20 giờ 10 phút tối ngày hôm nay, 22 tháng 4. Đây là sự kiện chính trị văn hóa có ý nghĩa quan trọng với sự tham gia của nhiều đại biểu và hàng nghìn du khách trong và ngoài tỉnh. Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động gần 900 cán bộ chiến sĩ các phòng nghiệp vụ nhằm đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho đại biểu và nhân dân tham dự buổi lễ. Với gần 900 cán bộ chiến sĩ, Công an thành phố Thanh Hóa, công an thành phố Sầm Sơn triển khai kế hoạch phương án và thành lập gần 100 tổ chốt trực tiếp tham gia đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trước trong và sau lễ kỷ niệm. Chiều 21 tháng 4, công an tỉnh Thanh Hóa đã tổng duyệt phương án và quán triệt nhiệm vụ cho các lực lượng. Riêng phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông, công an tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các lực lượng tập trung tuần tra, bố trí các điểm chốt hợp lý để điều tiết phân luồng hướng dẫn các phương tiện tham gia giao thông thuận lợi, không để xảy ra tai nạn ùn tắc giao thông, làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy, cháy đề phòng các trường hợp cháy nổ bất ngờ xảy ra. Với mục tiêu làm sạch địa bàn, không để ma túy tồn tại, trong các ngày 18 đến 20 tháng 4, công an thành phố Thanh Hóa đã đồng loạt bắt giữ 5 vụ, 6 đối tượng mua bán tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Điển hình, khoảng 19 giờ 45 phút ngày 18 tháng 4, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố đã phối hợp với Công an phường Phú Sơn phát hiện bắt quả tang Đinh Thành Quang, sinh năm 1999, hiện ở phố Tân Thảo, phường Phú Sơn, đang có hành vi mua bán trái phép ma túy. Tại chỗ, lực lượng công an thu giữ 35 túi ni lông bên trong chứa ma túy dạng thảo mộc cỏ Mỹ. Tiếp đó, khoảng 17 giờ 50 phút ngày 19 tháng 4, Công an thành phố Thanh Hóa phát hiện bắt quả tang Đỗ Huy Tiệp, sinh năm 1978 chú tại phố Hải Thượng Lãn Ông, phường Đông Vệ, đang mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ một gói heroin. Mở rộng điều tra, công an thành phố bắt giữ Lê Minh Quân, sinh năm 1982, chú tại phường Tân Sơn, thu giữ 10 viên hồng phiến và 19 gói heroin. Gần đây nhất, khoảng 8 giờ ngày 20 tháng 4, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với công an phường Hàm Rồng phát hiện bắt quả tang Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1980, chú tại phố Nguyễn Trích, phường Nam Ngạn, thu giữ 5 gói heroin. Để phòng ngừa đấu tranh triệt để với loại tội phạm này, công an thành phố Thanh Hóa đề nghị mỗi người dân nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia phòng ngừa tố giác tội phạm tệ nạn ma túy, quản lý giáo dục con em, người thân trong gia đình tránh xa ma túy. Thưa quý vị và các bạn, trong thời đại số hóa hiện nay, kinh doanh thương mại điện tử đang dần trở thành xu thế tất yếu, giúp người tiêu dùng mua bán nhanh chóng, dễ dàng, thuận lợi hơn. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển nhanh chóng của thương mại điện tử thì thực trạng hàng giả, hàng nhái và các gian lận thương mại trên thị trường ngày càng diễn ra phức tạp và khó kiểm soát. Chỉ tính trong năm 2022, Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương đã phối hợp với Tổng cục Quản lý Thị trường gỡ bỏ 1.663 gian hàng với 6.437 sản phẩm vi phạm, chặn 5 website có dấu hiệu lợi dụng thương mại điện tử để kinh doanh hàng giả, hàng nhái và hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tại Thanh Hóa, năm 2022, lực lượng quản lý thị trường đã ban hành 47 quyết định xử phạt tịch thu đối với 50 hành vi vi phạm về hoạt động thương mại điện tử và sử dụng ứng dụng số để kinh doanh. Tuy nhiên, vấn nạn hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ trong thương mại điện tử vẫn đang diễn ra phổ biến và ngày càng tinh vi trong khi việc quản lý kiểm soát lại gặp nhiều khó khăn. thì mặt hàng kinh doanh online thì dựa cái việc mà có sự trà trộn giữa hàng thật và hàng giả nên là cái việc đấy rất khó là nắm bắt được cái chất lượng sản phẩm hàng hóa. cái thứ hai là là một số trang web ấy, đăng tên, tuổi, địa chỉ có nhưng mà thực tế để kiểm tra thì cái những cái trang web đó nó không hề tồn tại và cái những cái trang web kinh doanh online thì cái hệ cái mạng phân phối của nó rất là rất rộng lớn, rất nhiều các kênh mà để kiểm tra kiểm soát cái đấy thì rất là khó khăn. Nhiều chuyên gia kinh tế dự báo trong 2 đến 3 năm tới, tỷ lệ gian lận trên thương mại điện tử sẽ chiếm từ 50 đến 60% so với tổng thể các hình thức gian lận thương mại nói chung. Thực tế này đang đặt ra những thách thức cho cơ quan chức năng trong việc kiểm soát chặt chẽ hơn đối với kinh doanh thương mại điện tử, bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng một trạm trộn bê tông tươi chưa được cấp phép đã hoạt động nhiều tháng nay trên địa bàn xã định công huyện yên định gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân sau khi phát hiện vụ việc chính quyền địa phương đã tiến hành kiểm tra và yêu cầu chấm dứt hoạt động của trạm trộn bê tông này năm 2022, trạm bê tông do công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Phương Thành có địa chỉ ở thành phố Hà Nội xây dựng trên diện tích đất mạ của thôn Phú Khang, xác định công với tổng diện tích 9.397 m2, gây tiếng ồn, bụi bặm, đất đá rơi vãi và xe chở bê tông làm hư hỏng các tuyến đường trong thôn. Điều đáng nói là trạm trộn bê tông này chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng đất, không phù hợp với quy hoạch và chưa cấp phép hoạt động việc cho thuê đất giữa cá nhân thôn Phú Khang với công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Phương Thành có xác nhận của ủy ban nhân dân xã Định Công là không đúng quy định của pháp luật. Sau khi kiểm tra, ủy ban dân huyện Yên Định đã yêu cầu công ty Phương Thành chấm dứt ngay hoạt động của trạm bê tông, đồng thời giao cho các phòng ban liên quan tham mưu cho ủy ban dân huyện tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể cá nhân xã Định Công theo quy định. Nhiều vụ này là đất cao không có nước, thì đất là bà con dân là bỏ hoang, không canh tác được và sau khi đặt vấn đề thì nhân dân thấy là hắn cũng hợp lý và thôn trưởng rồi là bí thư họ cũng thấy là hợp lý phù hợp và họ đền cái giá trị cho người dân là bằng ba vụ năng suất tính trang trị giá bằng tiền thì người dân người ta nhận chứ còn cái này thì đúng là địa phương không có một cái, cái cái cái, cái tư lợi hoặc thôn trưởng không có một vấn đề gì trong đấy hết Hiện nay, Ủy ban nhân dân huyện Yên Định đã có văn bản yêu cầu công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Phương Thành hạn đến cuối ngày 30 tháng 4 năm 2003 phải tháo dỡ xong toàn bộ trạm trộn, di chuyển vật liệu xây dựng, công trình phụ trợ đến nơi khác, khắc phục trở lại hiện trạng ban đầu và đất lúa cho địa phương quản lý. Thời điểm này, ngư dân các địa phương ven biển của tỉnh Thanh Hóa đang vào chính vụ đánh bắt sứa biển, nghề đánh bắt và chế biến sứa biển xuất hiện ở nhiều nơi, nhưng nhiều nhất phải kể đến là xã Hoàng Trường, huyện Hoàng Hóa dù mùa sứa chỉ kéo dài từ 3 đến 4 tháng nhưng đã đem lại nguồn thu nhập khá cho người dân ở đây. Cảng cá Lạch Trường, xã Hoàng Trường, huyện Hoàng Hóa tấp nập, nhộn nhịp nhất là khoảng thời gian giữa trưa. Mùa này, cùng với những con tàu lớn, nhỏ về cập cảng mang theo hàng tấn cá biển là những bè mảng đầy ấp sứa. Năm nay, sứa biển về muộn hơn và ít hơn so với mọi năm, nhưng giá sứa lại cao nên bà con rất phấn khởi. Từ đầu mùa đánh bắt sứa đến nay, nhiều ngư dân đã kiếm được tiền triệu mỗi ngày. Năm ngoái 300 con thì được có 3 triệu, nhưng năm nay thì 100 con là được 3 triệu. Không chỉ tạo nguồn thu nhập cao cho những ngư dân trực tiếp đánh bắt trên biển, mùa thu hoạch sứa biển còn tạo việc làm cho nhiều lao động dịch vụ hậu cần của xã Hoàng Trường với mức thu nhập khá cao. Hiện nay, xã Hoàng Trường đang có định hướng xây dựng sản phẩm ô cốp cho sản phẩm sứa và phần đấu sẽ được công nhận trong năm nay việc xây dựng sản phẩm ô cốp sẽ giúp cho sản phẩm sứa được quảng bá, đạt các tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm để vươn xa đến những thị trường có giá trị cao hơn. Bản tin 18h30 hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.